Xin kính chào các quý khán giả. Nói đến đất nước Thụy Sĩ là một đất nước rất là thanh bình và đẹp. Và đó cũng rất là nhiều các cái nôi của các nền văn hóa rất đặc biệt ở đó, thì là có như là đồng hồ Thụy Sĩ. Nhưng mà một điều đặc biệt hơn trong giới chơi audio thì đất nước Thụy Sĩ luôn sản sinh ra những nhà chế tác và làm lên những dòng âm ly, cũng như những dòng loa rất nổi tiếng, những dòng âm ly như là Nagra, rồi Gold Moon, FM Cotic thì đã được đi vào huyền thoại rồi. Và hiện tại nó có những cái cặp loa của Thụy Sĩ thì cũng có một cái dấu ấn không nhỏ trong lòng chơi của người chơi audio. Và hôm nay thì tại Thiên Hà Audio chúng tôi có giới thiệu cho các bạn một cặp loa, đó là cặp loa Piaga đến từ Thụy Sĩ. Và cặp loa Piaga này thì là cặp loa có mã thương hiệu là 711, thì là đây là cặp loa lớn nhất của trong các dòng Series 3, Series 5 và Series 7. Và cặp loa này thì có những cái nét đặc biệt riêng. Qua những đoạn nhạc test vừa rồi thì tôi đã có một sự cảm nhận về cặp loa này, và chúng ta thử tìm hiểu xem với cặp loa này thì nó sẽ như thế nào. Đầu tiên, cặp loa Piaga này có cái chiều cao là hơn 1m1 và được hoàn toàn làm bằng nhôm và được anốt hóa. Và với những công nghệ của người Thụy Sĩ thì cái độ chính xác thì luôn luôn là một điều rất là tuyệt vời. Và cặp này thì nó có một màu trắng và có màu đen, nhưng hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cặp loa này màu trắng. Và tôi xem qua cái e-căng bên ngoài thì tôi thấy tuy là một e-căng lưới sắt, nhưng mà cái độ thoát hơi rất là chuẩn. Tức là người ta đã nghiên cứu rất sâu và người ta đã tìm ra được những cái để khắc phục. Vì nhiều lúc nhiều cặp loa là khi đưa những cái e-căng vào nó sẽ cho một cái giảm đi một cái số dài âm thanh nào đó. Nhưng mà với cặp loa này tôi thấy hoàn toàn là chính xác. Còn cặp loa này thì lại là cặp loa có cái chép và cái mid-range, tức là cái loa chung, lại là loa đồng trục đó, nhưng mà lại là chép Ribbon và có mã thương hiệu là C211. Với cái chép Ribbon này thì nó là một cái vũ khí tối thượng. Khi người ta chơi, người ta rất thích những chép Ribbon này, nó luôn cho một cái chất âm rất là trung thực. Và với hãng Piaga này thì đầu tư cả một cái chiều sâu với chép Ribbon này bằng những củ nam châm neo đi cho nên nam châm rất là đắt, đó là nam châm đất quý. Và người ta đã dùng một cái hệ thống chép như thế này, 3 lớp. Sau đó là người ta đưa vào đây để có một cái giải tần, tức là giải chép lên rất cao, lên tới tận 50 ki. Còn giải chung thì nó được mở rộng. Và khi nghe những cái này thì chúng ta mới thấy cái sự trung thực của âm thanh của chép Ribbon này nó khác với cả các dom khác là như thế nào. Và loa này thì nó được sở hữu là 3 đường tiếng, và mỗi một module như thế này thì là lại được nằm trong một khối riêng bằng gọi là một cái ngăn vách nhôm. Đó, đây là một module thứ hai, đây là module thứ ba, đây thứ tư và thứ năm. Và cái quan trọng là cái loa này thì với một cái cấu trúc loa làm thế này thì với những bộ phân tần bậc cao người ta đã lắp ngay sau các module này, và người ta chỉ có đường dẫn âm thôi. Còn cái loa chung và loa trầm của hãng, tức là loa trầm dưới và trầm sâu của hãng thì người ta đặt của hãng C đến từ quốc gia Đan Mạch. Đây là cũng một thương hiệu mà chuyên môn làm đồ để dành cho các hãng, người ta có thể mua các công nghệ về người ta lắp ráp loa, thì đây là một hãng rất là nổi tiếng của Đan Mạch. Và với xương găng đúc như này đó, các bạn nhìn sang. Và với một chiếc bát như thế này thì nó lại hơi to hơn khổ bình thường, nó lại 22 cm. Nhiều hãng tôi thấy là nó cũng bình thường, người ta hay lấy một cái loa gì đó nó chung, chẳng hạn 16/5, 17/5, nhưng mà riêng hãng này đặc biệt lại lấy cái loa lại to hơn bình thường. Thế là người ta đã chú trọng riêng về một cái mảng này để người ta tìm riêng ra cho mình một cái giải tần riêng. Và cũng như là thông cáo của hãng thì cặp loa này có xuống tận 22 Hz, tức là rất là thấp ngang cả loa sub. Và nhiều loa thế này thì các bạn hỏi thì các loa này thì nó có công năng thế nào. Vâng, đây là loa chép, là nhỏ bên trong. Đây là loa chung, nằm ngoài. Đây là trầm trên, đây là trầm dưới. Còn hai bát thụ động này thì khi nhạc cất lên thì các bạn ghé tai vào thì các bạn chỉ nghe thấy cái độ ầm ở phía dưới. Tức là cái giải trầm nó chỉ xuống để cho mình cảm nhận về cái giải trầm nó xuống. Nó giống như là dân chơi vẫn thường gọi là bát nó có chân hay bát nó có lõi. Thì đó là một cái cơ cấu của cái dòng loa này.
Và dòng loa này thì tất cả các khung như này, các bạn nhìn xem, đều làm khung nhôm và đã được anode hóa. Và với một e-căng ở ngoài thì rất là điệu. Và cọc loa này thì đánh được định dạng BU2, tức là mình chơi hai cọc loa ở chất lượng cao. Và dòng loa Nippon này thì có một cái thế mạnh, tức là cái dài âm trung nó cho âm thanh rất là trung thực. Nó rất khác so với cả các loại dom khác. Mà người chơi thì người ta lại muốn tìm một cách âm thanh trung thực thì hãy một lần phải nghe thử Piaga này cất tiếng xem như thế nào. Còn hôm nay thì với một dòng Piaga đến từ Thụy Sĩ thì tôi cũng muốn ghép cùng một chiếc quỷ dữ Diablo 300. Vâng, quỷ dữ Diablo thì nó quá nổi tiếng rồi và có công suất danh định là 300W. Thì nó có thể kéo được đôi loa Piaga 7.1 hay không? Đòi công suất danh định từ 50W đến 250W. Nhưng quan trọng là Diablo này nó có một giải tần, giải trầm, tức là cái băng thông giải tần nó xuống sâu để hắc chế được cái dòng loa Nippon, vì chép Nippon là một loại chép mà khi chép vào chung Nippon thì đưa cho người nghe là người ta phải đòi hỏi một cái nội lực. Vì đôi Piaga là có công suất là 92 decibel trở kháng 4 ohm nên rất khó kéo, mà lại còn là chép Nippon nữa. Đó, nên chính thế hôm nay tôi mới đưa dòng Diablo 300 này vào, vì dòng Diablo này thì tương đối là cho một chất âm rất là đẹp, sạch, mạnh mẽ. Nhưng yếu tố không kém phần hay đó là tính trung thực của chiếc âm ly này. Và chiếc âm ly này thì được thừa hưởng từ những cái dòng lớn, cũng như là trong các cái dòng huyền thoại của hãng, thì luôn luôn là ngôi sao dẫn đầu ở trong cái dòng Intergate, tức là cái phân khúc đầu bảng Intergate. Vì 300W này thì các bạn biết là nó thể kéo được nhiều dòng loa khác nhau. Đó là phần thứ hai tôi muốn nói, là một đất nước gần ngay sát với đất nước Thụy Sĩ là đất nước Đan Mạch, thì tôi cũng hướng luôn một cái dòng sản phẩm gần đến đây. Và một điều nữa, tôi muốn dùng một đầu CD Metronome, vì tôi vẫn ưa dùng cái đầu Metronome này. Với nhiều bác chơi thì cũng trăn trở hỏi những cái dòng này dòng kia, rồi CD nào có cái CD nó có màu âm khác nhau. Nhưng riêng đối với tôi thì tôi thấy Metronome nếu mà trong dòng CD thì tôi vẫn thấy thích, là vì sao, nó có một cái chất âm tương đối là nhẹ nhàng, dễ chịu. Mà khi mình nghe lâu, nghe nhạc nhiều mà mình thấy cái sự nhạc tính thì cái đó nó mới là cái quan trọng. Bộ ba hôm nay rồi thì tôi đã test rất nhiều dây và đã thử tương đối một số đĩa và một số dây rồi. Nhưng tôi vẫn lại quay lại dây Not Dot và là, vì tại Thiên Hà rồi chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc thì Not Dot luôn là số 1. Còn bây giờ cũng không phải để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ xem đôi loa màu trắng, âm ly màu đen này sẽ trình diễn ra sao. Xin mời các bạn. Yêu em hơn và yêu em mãi, dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viễn xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết
cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày. Các bạn vừa nghe hai bản nhạc test vừa rồi, các bạn thấy sao? Với một chép beat bon, tôi thấy nó có một cái giải âm trùng rất lợi lợi thế. Là khi mình nghe mình thấy nó tràn ngập căn phòng. Nhưng cái quan trọng, cái âm thanh nó đưa lại cho mình là có một cảm xúc và nó rất tự nhiên. Tức là bản gốc thu phối như nào thì nó sẽ đưa ra đúng cái tình trạng như vậy. Đó là những cái điều mà tôi muốn lưu ý với các bạn. Và các bạn muốn tìm cho mình một chiếc, một đôi loa mà có những cái màu sắc âm thanh mà rất trung thực thì hãy một lần nghe thử Piaga. Và các bạn hãy đến Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc số 5 ngõ 198 Thái Hà, và hẹn các bạn vào các yếu tố sau.